Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái phương pháp rải khi mà các bạn điểm hát. Nhưng mà thay vì chúng ta rải theo cái cách thông thường, theo cái gọi là cái những cái nốt chùm chẵn, ví dụ như là chùm 4 chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta sẽ tách nó ra để chúng ta làm với cái chùm lẻ, để cho nó nghe cái câu đó nó lạ hơn một tí. Mình sẽ ví dụ bằng cái cách từng cái phần riêng biệt theo cách rải này, và sau đó chúng ta sẽ dùng finger style một tí ha. Thì với cách rải này các bạn có thể kết hợp vô bài hát để làm sao cho nghe cái nó có sự khác biệt một tí so với chúng ta cứ điểm theo một cái kiểu truyền thống. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái cách điểm theo cái kiểu truyền thống. Nếu các bạn có thấy là một số bài hát điểm theo kiểu này ha, tức là chúng ta sẽ đánh cái chùm cái nốt móc đơn thôi bạn. Trong một cái ô nhịp chúng ta nốt móc đơn nhịp 4/4 chẳng hạn, chúng ta sẽ có các nốt móc đơn, thì chúng ta sẽ có 8 nốt, thì chúng ta chia ra làm thành 4/4. Thì bây giờ ví dụ như mình đang bấm hộp âm đô trưởng thì mình sẽ đánh như thế này: 1 2 3 4, 1 2 3 4, thì các bạn có 8 nốt đúng không? Các bạn sẽ đánh theo vậy thì nghe nó chẳng. Chúng ta đánh như này. Ví dụ chúng ta sẽ chuyển sang la thứ chẳng hạn, thì chúng ta cũng bấm như vậy. Thì các bạn 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi ví dụ như pha trưởng cũng vậy, son trưởng nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi như thế này. Cái bàn điểm nó trong có 8 nốt. Thì bây giờ chúng ta tách ra để làm sao các bạn nghe được cái chùm giống như là nó có từ cái liên lẻ. Bây giờ mình sẽ chia theo công thức là 3, 3 và 2, tức là cộng 3 nốt, tính 3 nốt và 2 nốt cuối cùng, thì nó vẫn tạo ra là 8 nốt bình thường ở trong một cái khuôn nhạc. Thì ví dụ như đáng lẽ các bạn đánh theo cái dạng cũ là một chùm 4 như thế này: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh khác một tí. Các bạn sẽ đánh theo chùm 3 ha. Các bạn thấy không? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Chứ chúng ta không rải 4 nốt giống như lúc nãy. Thì đó là cái cách để các bạn có thể tách ra từ một cái nhóm chẵn để tạo ra nhóm lẻ, để tạo ra sự khác biệt ha. Thì chúng ta ví dụ đầu tiên là cái hợp âm đô đi. Mình sẽ ví dụ theo cái cách của mình. Dĩ nhiên cái cách tách này các bạn có thể rải theo cái nhiều cách. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sao ha. Ví dụ đầu tiên chúng ta bấm âm đô trưởng, và chúng ta sẽ tách nó theo thành cái chùm là 3, 3, 2 như sau. Sau khi bấm hợp âm đô trưởng này, chúng ta sẽ đánh là dây 5 nè, dây 2, dây 1, 5, 2, 1. Sau đó các bạn đánh 4, 2, 1. Và cuối cùng là 3, 2. Rồi chúng ta sẽ đánh lại cái câu nha các bạn. Các bạn nhìn tay phải mình để các bạn có thể thấy được là mình rải các nốt như thế nào nha. Đánh lại nha. Thì bạn thấy là tăng 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 tăng, là cứ giống như các bạn nghe cảm giác là cộng 3 nốt, cộng 3 nốt, 2 nốt, nó khác hoàn toàn so với cách rải lúc nãy. Khác nha bạn, các bạn đánh như vậy. Với các nốt của đô trưởng này các bạn, với cách rải chùm 3 đó mình đánh như thế nào? Để các bạn thấy là có nốt gốc này, hai dây cao, thậm chí là các bạn có thể đánh hoàn toàn khác lại, các bạn chỉ đánh 4 dây này, các bạn cũng có thể rải giống vậy. Vẫn như nhau cả thôi, quan trọng các bạn chọn cái nốt để tạo ra sự cho nó lạ tai một tí. Thì cái cách mình chọn cái nốt theo kiểu của mình, các bạn có thể chọn cái nốt theo kiểu nó hơi khác một tí, nhưng mà cứ đánh là một lần 3 nốt, lần 3 nốt, một lần 2 nốt ha. Thì sau khi từ đô trưởng xong ta qua la thứ thì nó cũng như vậy thôi, các bạn bấm la thứ chúng ta cũng đánh tương tự này. Các bạn cũng đánh là dây 5 nè, dây 2, dây 1. Đó là bản đầu tiên. Thứ hai đó, tiếp theo dây 4,
dây 2, dây 1 và cuối cùng là dây 3, dây 2. Tương tự thì các bạn qua pha trưởng, các bạn có thể đánh hợp âm ba rê ở trên thì các bạn cũng đánh theo tương tự như vậy. Nhưng mình bấm thử cái hợp âm đơn giản theo cái kiểu là 4 dây dưới, để bạn nào không bấm được trên á, theo dạng này thì bạn vẫn có thể đánh 4 cái dây dưới và chúng ta cũng tạo hiệu ứng tương tự. Ví dụ bạn đánh như này cũng như vậy thôi nha các bạn, cũng một cái chùm ba nốt vậy này. Thấy không? Rồi sau khi pha trưởng xong rồi chúng ta qua son trưởng, đấy, đó là bằng bấm như thế này cũng được, mình thích bấm như thế này. Thì với cái cách bấm hợp âm son trưởng kiểu này, thì cái ngón giữa của mình sau khi chạm vô dây trên này thì cái phần thịt dưới nó chạm để nó bịt cái dây la này, để các bạn không phát ra này. Đó, đây là một cái cách bấm cũng rất phổ biến thôi. Các bạn sẽ không thấy phát hiện ra ngay cái dây la này, bởi vì nếu đánh dây la này thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải đưa cái ngón này vô để coi nó xì, còn nếu không nó sẽ sai. À, nếu bấm bình thường như thế này, mình thích bấm như thế này, các bạn thấy có nốt bass này và cái nốt dưới đều là bấm son trưởng bình thường cả thôi. À, hướng dẫn thêm cho các bạn cái phần này, các bạn có thể thực hành được. Thì với cái phần này các bạn cũng rải tương tự, các bạn đánh vô dây số 6, thì vì dây bass chúng ta dây 6 đúng không, là dây nghe nó son cũng một cái chùm ba gì, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, không xin lỗi bạn, à, cũng tương tự như vậy thôi. Thì đó là cái cách để các bạn có thể tách ra từ một cái kiểu rải truyền thống, ví dụ như vậy thì bạn có thể đánh là thấy là họ đánh nè, đó là cái cách họ tách ra để các bạn thấy là cũng trên những cái nốt như vậy, nhưng chúng ta không đánh theo kiểu xuống xong lên, thì chúng ta có thể tách ra được các nốt lẻ như vậy để tạo ra cái sự khác biệt mới mẻ. Rồi cái cách thứ hai mình hướng dẫn các bạn là ngoài cách các bạn rải như vậy, thì các bạn có thể dùng cái cách móc classic một tí, ví dụ như là các âm son hay chăng, son trưởng, thì các bạn bấm như này xong chúng ta có thể đó này, các bạn cũng không móc thành từng nốt thôi nha, mà chúng ta sẽ có đánh thêm, tức là cái thứ ba đó các bạn. Ví dụ các bạn ba nốt đầu là 1, 2, 3 thì cái thứ ba đó chúng ta sẽ móc hai nốt một lượt luôn. Ví dụ son trưởng như thế này, chúng ta sẽ đánh như này, là thật ra lần cuối này hai nốt này chúng ta đánh một lượt cho nên chúng ta sẽ tính 1 nè, sau đó tới các bạn cứ đánh ba cái dây bass ở trên này đúng không, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, hoặc là ngay chỗ này các bạn không thích cái dây nó son này thì bạn có thể đánh dưới cũng được ha, tương tự như vậy. À, các bạn có thể chuyển sang la hoặc là pha trưởng thì chúng ta đều đánh tương tự như vậy cả ha. Các bạn thấy không? Thì thay vì chúng ta sẽ rải theo kiểu bình thường, chúng ta có thể kết hợp bằng cách rải tách ra chùm ba như vậy theo cách là rải từng nốt đặc biệt, hoặc là chúng ta thì kết hợp theo dạng classic như thế này để quẹt móc để tạo sự mới mẻ khi các bạn điểm. Hy vọng là cái bài hướng dẫn này hữu ích cho các bạn trong việc áp dụng vô đàn hát. Hãy ủng hộ mình bằng cách là share các clip này, hoặc là các bạn có thể giúp mình một tí bằng cách là click vô link quảng cáo, thường xuyên theo dõi channel để có thể cập nhật bài giảng mới dán chắc. Xin chào và hẹn gặp lại.